Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ứng dụng khoa học công nghệ trong nhân giống ong mật ở Thái Bình. Gương gia đình cụ Hoàng Đức Hình ở thị trấn Phương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên hết lòng vì người nghèo. Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tổ chức ngày hội gói bánh chưng xanh cho học sinh. Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống các hành vi buôn bán pháo trái phép. Chuyển biến tích cực từ đầu mùa lễ hội tại đền Bà Chúa Kho, tỉnh Bắc Ninh. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nuôi ong lấy mật đang là một ngành chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Yếu tố quyết định để nuôi ong cho hiệu quả chính là nguồn giống. Để phục tráng lại giống ong chất lượng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Việt đã thực hiện đề tài ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng giống ong mật tại Thái Bình, bước đầu cung cấp nguồn giống ong mật chất lượng cao. Thái Bình có lợi thế rất lớn để nghề nuôi ong mật phát triển với nguồn hoa nuôi ong đa dạng. Kết hợp với nuôi ong di chuyển, hàng năm có thể phát triển được hàng vạn đàn ong, khai thác hàng nghìn tấn mật ong hàng hóa. Tuy nhiên, những năm gần đây, nghề nuôi ong trong tỉnh chưa thực sự được chú trọng phát triển. Hầu hết người dân nuôi ong tự phát nên năng suất mật và hiệu quả kinh tế chưa cao. Cái dấu hiệu chuẩn đáng với thực tế mà nói thì với lý do là chúng ta chưa tìm được cái giống ong chất lượng tốt. Đấy. Một là cung cấp cái lượng mật có chất lượng cao, hai là cái nguồn cái năng suất. Đấy, chính vì thế cho nên là thời gian vừa qua thì cái nuôi ong mới đầu phát triển, sau đấy thì bị trầm lắng xuống. Hiện tại ở Thái Bình có hai loại ong giống chính là ong nội và ong Ý. Giống ong Ý Ligustica có ưu điểm hơn so với giống ong nội địa, nhưng do công tác chọn lọc, nhân giống chưa được chú trọng nên chất lượng ong giống bị suy giảm, năng suất mật chỉ đạt từ 25 đến 30 kg một đàn. Để phục hồi và nâng cao chất lượng giống ong Ý trên cơ sở lai tạo với giống ong Ý nhập từ New Zealand và Đức, Sở Khoa học và Công nghệ giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Thái Việt nghiên cứu đề tài, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng giống ong mật tại Thái Bình. Sau hơn một năm thực hiện đề tài, bước đầu có hiệu quả, tạo ra bước đột phá cho sự phát triển nghề nuôi ong mật của tỉnh Thái Bình. Nghề nuôi ong quan trọng nhất là phải nắm được tường tận quy trình để chăm sóc và phát triển đàn ong. Với dự án Thái Bình đang triển khai là bước khởi đầu của mối liên kết 4 nhà trong ngành ong, đưa nghề nuôi ong ở Thái Bình phát triển bền vững và trở thành một ngành sản xuất hàng hóa. Là một trong những hợp tác xã đầu tiên của tỉnh Nam Định do cựu chiến binh thành lập và làm chủ, Hợp tác xã Cựu chiến binh Phạm Xuân Trường, xã Hiền Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã từng bước nắm bắt tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất, tìm hiểu và phân tích thị trường trong quá trình chăn nuôi. Nhờ vậy đã gặt hái được những thành công nhất định từ mô hình liên kết chuỗi sản xuất. Ngay từ khi mới đi vào hoạt động, hợp tác xã đã định hướng xây dựng cơ sở chăn nuôi và kỹ thuật nuôi theo quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, hỗ trợ xây dựng và chứng nhận cơ sở giết mổ đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hợp tác xã chủ động liên kết với các công ty, các doanh nghiệp đảm nhận từ khâu cung ứng con giống, thức ăn chăn nuôi đến đầu mối tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã Cựu chiến binh Vạn Xuân Trường có trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức sản xuất nông sản sạch theo đơn đặt hàng của các đơn vị trong chuỗi liên kết theo cam kết như không sử dụng chất cấm, không sử dụng kháng sinh và nuôi theo quy trình của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Trong năm 2018, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho hội viên và người lao động, đồng thời xây dựng thương hiệu, tạo dựng uy tín của hợp tác xã trên thị trường, Hợp tác xã Cựu chiến binh tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, duy trì chuỗi liên kết giúp người nông dân mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng thực phẩm nông sản, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương. Gia cố, che chắn, chuồng trại thu gom phụ phẩm nông nghiệp để làm thức ăn, tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh trong mùa đông cho vật nuôi là những giải pháp mà người dân ở xã Quốc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình luôn chú trọng trong những ngày rét đậm rét hại vừa qua để tăng cường chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm. Là địa phương có đàn đại gia súc khá lớn với số lượng lên tới gần 1.000 con, cùng với sự chủ động của nhân dân, xã đã có kế hoạch tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi, khuyến cáo bà con thực hiện nghiêm túc các biện pháp như đưa trâu, bò về chăn thả gần nhà, có sự trông coi, kiểm soát, không cho trâu bò cày kéo, không chăn thả ngoài đồng khi nhiệt độ xuống thấp dưới 15 độ C. Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn xã, tình hình rét trên địa bàn có giảm nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. thực hiện công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan về việc phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm. Ủy ban nhân xã đã tích cực chỉ đạo xuống các thôn đi kiểm tra rà soát gia súc trên địa bàn, đã được che chắn đảm bảo ổn định cho gia súc gia cầm. Đến thời điểm này thì chưa có con gia súc nào bị chết do rét. Nâng cao sức đề kháng cho đàn gia súc gia cầm, dự trữ, bảo đảm nguồn thức ăn, tu sửa, làm mới chuồng trại kiên cố và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sẽ góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của bà con do thời tiết rét đậm, rét hại gây ra. Từ năm 2012, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương chuyển đổi hơn 50 ha từ sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang mô hình làm vườn và ao nuôi thả thủy sản. Trong đó có hơn 30 ha trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao gấp 7 lần so với cây lúa. Tuy nhiên, việc trồng cây ăn quả vẫn chủ yếu theo tập quán truyền thống nên giá trị thấp hơn nông sản sạch. Chính vì vậy, sản xuất nông sản theo quy trình VietGAP đang là mục tiêu của địa phương này. Gia đình ông Nguyễn Đức Lê ở thôn An Dương, xã Chi Lăng Nam chuyển đổi 0,5 ha đất cấy lúa sang trồng cam vinh, cam canh và cam bố hạ. Năm nay là năm thứ tư cam cho thu hoạch và năng suất cao theo từng năm. Cụ thể, năm trước thu được 7 tấn thì năm nay đã thu được 8 tấn quả, giá bán trung bình như năm nay mỗi tấn quả là 30 triệu đồng. Giá bán 30 triệu đồng một tấn cam cũng là giá bán chung của 23 hộ đang trồng cam ở xã Chi Lăng Nam. Với mức giá bán như vừa nêu vẫn thấp hơn từ 10 đến 15 triệu đồng một tấn so với giá bán của các hộ trồng cam cùng ở xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn. Ngay từ chính các hộ trồng cam ở Chi Lăng Nam cũng nhận thấy nguyên nhân là do cam của Thất Hùng có thương hiệu và được trồng theo quy trình VietGAP, trong khi việc trồng cam ở địa phương này vẫn theo phương thức sản xuất truyền thống. Chính vì vậy, nâng cao giá trị nông sản thông qua việc quy vùng sản xuất, áp dụng quy trình VietGAP và xây dựng thương hiệu là mục tiêu hướng tới của xã Chi Lăng Nam. Cái VietGAP thì ở đây mình cũng đường áp dụng từng phần. Thế còn thực ra thì các cái mô hình này đưa để đăng ký bên trên thì hàng năm cũng tổ chức một cái chuyển giao khoa học kỹ thuật để nhân dân nắm bắt được, ta áp dụng vào cái đó. Đặc biệt là bây giờ để dòng chuyển đổi trồng những cây ăn quả đảm bảo hợp vệ sinh. Thế rồi tiến tới tức là xây dựng cái nông sản sạch. Thì đây là cái tương lai. Thế thì nhân dân cũng đương tiếp thu theo từng bước để cái đưa vào. Thế làm sao đảm bảo, trước hết là đảm bảo cái an toàn vệ sinh cho người tiêu dùng và kể cả người sản xuất. Thì sau đó từng bước chúng ta sẽ chuyển dần sang cái mô hình tức là dùng cái nông sản sạch. Nhu cầu của thị trường đối với hàng hóa nông sản sạch là xu hướng tất yếu. Để đạt được giá trị cao và có được sản lượng hàng hóa đủ lớn cung cấp cho thị trường, nông dân ở Chi Lăng Nam nói riêng và các địa phương khác nói chung đang rất cần sự quan tâm định hướng và sự hướng dẫn cụ thể của các ngành chức năng trong việc áp dụng quy trình VietGAP và xây dựng nhãn hiệu tập thể. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tuổi đã cao, nhưng gia đình cụ Hoàng Đức Hình cùng vợ ở thị trấn Phương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vẫn hết lòng giúp đỡ các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, sau 20 năm rời quân ngũ trở về địa phương, dù đã trên 80 tuổi, cụ Hoàng Đức Hình vẫn luôn đau đáu suy nghĩ làm việc gì đó giúp đỡ cho các gia đình chính sách hộ nghèo vơi bớt khó khăn. Với tấm lòng nhân ái, lá lành đùm lá rách, chỉ với 3 triệu đồng tiền lương một tháng, song đã nhiều năm trở lại đây, hai vợ chồng cụ Hình vẫn tiết kiệm tiền để giúp đỡ các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Dị Chế và thị trấn Vương. Điển hình như cụ đã dành dụm tiền xây một căn nhà tặng hộ nghèo tại địa phương. Ngoài ra mỗi năm, hai cụ đều dành dụm số tiền tiết kiệm được tổ chức tặng quà cho các gia đình nói trên vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Riêng dịp Tết Nguyên đán năm 2018 này, hai cụ đã tổ chức tặng gần 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Noi gương bố mẹ, các con của hai cụ cũng tích cực tham gia giúp đỡ tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với mục đích mang đến cho học sinh một sân chơi lành mạnh ý nghĩa, trang bị cho các em những kiến thức lịch sử về ngày Tết truyền thống của người Việt Nam. Mới đây, trường Trung học cơ sở thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tổ chức hội thi cùng nhau gói bánh chưng xanh chung vui Tết cổ truyền. Khi mà tất cả những nguyên liệu truyền thống như gạo nếp, lá dong, lạt buộc, đậu xanh, thịt, khuôn gỗ được chuẩn bị sẵn thì cũng là lúc gần 800 học sinh trường Trung học cơ sở thị trấn Vũ Thư đều tham gia vào gói bánh. Các em được học từ thao tác đơn giản nhất là cắt lá dong sao cho bằng để khi gói chiếc bánh được vuông vắn, không bị méo. đến phân chia tỷ lệ gạo, nhân đỗ, thịt cho đều và cuối cùng là buộc lạt sao cho vừa tay. Cháu rất là vui ạ. Cháu mong nhà trường là tổ chức được nhiều những cái phần trải nghiệm như thế này để các bạn học sinh có thể được trải nghiệm nhiều hơn. Những chiếc bánh chưng được gói bằng đôi bàn tay còn vụng về của các em. Nhưng đối với các thầy giáo, cô giáo cũng như các bậc phụ huynh thì luôn là những sản phẩm đẹp và hoàn hảo nhất. Cùng với các cháu để gói cái bánh chưng mừng xuân mới tôi thấy rất vui. Đây cũng là một cái truyền thống của ông cha mà các cháu cố gắng để nối tiếp của các cụ ngày xưa. Bánh chưng từ lâu được coi như linh hồn của ngày Tết. Ngày nay, với nhịp sống hối hả, công việc tất bật và bận rộn, nhiều gia đình không còn gói bánh chưng như trước nữa. Rất nhiều các bạn nhỏ không thể cảm nhận được không khí ấm áp, háo hức quanh chiếc chiếu để gói bánh chưng. Qua đây, bồi đắp thêm cho các em những ký ức đẹp về ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đội Thanh niên Tình nguyện huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phối hợp cùng với Ban chấp hành Toàn xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tổ chức ngày hội gói bánh chưng xanh Xuân Gắn Kết Tết Sẻ Chia năm 2018. Trong chương trình, đoàn viên thanh niên của hai đơn vị đã tham gia vào các hoạt động gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ và tặng quà Tết, tổng số đã gói được 160 chiếc bánh chưng. Số bánh này cùng với phần quà là 200.000 đồng được trao cho 40 hộ thuộc diện hộ cận nghèo, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của xã Nhân Thịnh. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Tết ấm 2018 của đội Thanh niên Tình nguyện huyện Lý Nhân nhằm góp phần giúp đỡ động viên những gia đình khó khăn đón Tết cổ truyền thêm phần vui tươi đầm ấm. Để nâng cao chất lượng toàn diện, thời gian gần đây nhà trường và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương đưa ra nhiều các hoạt động trải nghiệm trong giảng dạy theo hướng cùng một nội dung và chủ đề nhưng được tổ chức theo nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng lứa tuổi và nhu cầu của học sinh, mang lại hiệu quả rõ rệt. Nắm bắt được nhu cầu của học sinh và các bậc phụ huynh trong việc tăng cường hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành đạo đức và nhân cách, trong tháng 12 năm 2017 vừa qua, đồng loạt các trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Trung học cơ sở Bình Minh, Trung học cơ sở Ngô Gia Tự, Trung học cơ sở Ngọc Châu và Trung học cơ sở Tân Bình mời diễn giả của Trung tâm Đào tạo trẻ châu Á Thái Bình Dương nói chuyện với chủ đề Lòng biết ơn cha mẹ, thầy cô. Đây là hoạt động thu hút sự quan tâm của hơn 8.000 học sinh và phụ huynh. Những hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm đa dạng phong phú, tùy thuộc vào điều kiện của từng nhà trường và tâm lý lứa tuổi của học sinh đã và đang mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các cơ sở giáo dục. Được thành lập từ năm 2011, đến nay câu lạc bộ chiếu chèo thôn Nhân Lý, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây. Câu lạc bộ chiếu chèo thôn Nhân Lý có 18 thành viên với đủ các thành phần lứa tuổi, từ người cao tuổi, cựu chiến binh, phụ nữ cho đến các đoàn viên thanh niên, tuổi đời từ 28 cho đến 68 tuổi. Câu lạc bộ hoạt động rất đều đặn và thường xuyên vào các ngày 16, 17 và 18 hàng tháng. Mỗi khi tiếng chèo cất lên, các thành viên đều thể hiện nét mặt tươi vui, phấn khởi và quên đi những nỗi nhọc nhằn trong công việc. Từ khi thành lập đến nay, cứ dịp hội hè, lễ Tết hay các cuộc thi do huyện tổ chức, câu lạc bộ đều tham gia đầy đủ, trong đó có nhiều tiết mục múa hát, tiểu phẩm, diễn chèo cổ hay đặc sắc được người dân yêu thích. Với tâm niệm đầu năm vay lộc cuối năm trả nợ, cứ vào dịp này đền Bà Chúa Kho, thành phố Bắc Ninh lại đón một lượng lớn du khách thập phương ghé thăm. Rút kinh nghiệm tổ chức từ những năm trước, năm nay công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được ban tổ chức chú trọng hơn và lễ hội đền Bà Chúa Kho đang ngày một văn minh trở lại đúng với những giá trị văn hóa tâm linh vốn có. Lễ hội đền Bà Chúa Kho kéo dài trong 3 tháng, từ ngày mùng 1 tháng 12 đến ngày 30 tháng 2 âm lịch. Mặc dù chưa vào thời điểm chính của mùa lễ hội, tuy nhiên, nắm bắt được lượng khách đến đền Bà Chúa Kho ngày một tăng để phục vụ an toàn chu đáo cho lễ hội năm nay, Ban Quản lý Di tích đã chuẩn bị tốt mọi công tác tiếp đón, các loại hình dịch vụ sẵn sàng phục vụ lượng khách. Khác với mọi năm, tình trạng ép giá tại các kiosk hàng trong đền không còn xảy ra, không gian lễ hội được mở rộng do nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trong sân đền và cổng tam quan. Bên cạnh đó, nhà đền bố trí 3 bãi đỗ xe, trong đó 2 bãi đỗ ô tô có diện tích 15.000 m2 và 1 bãi để xe máy, bảo đảm đủ chỗ cho khách đến lễ. Ngay từ cổng vào, hệ thống loa của ban tổ chức tuyên truyền với du khách về quy định của nhà đền, về nét đẹp văn hóa, văn minh mùa lễ hội và thông báo người dự hội cảnh giác về các hiện tượng trộm cắp, lừa đảo và mê tín dị đoan. trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, tháng 1 năm 2018, các ngành chức năng tỉnh Nam Định đã kiểm tra 364 lượt, xử lý 278 vụ, phạt hành chính 658 triệu đồng, hàng hóa tịch thu trị giá 547 triệu đồng. Riêng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh đã kiểm tra 298 lượt, xử lý 212 vụ, phạt hành chính gần 387 triệu đồng, hàng hóa tịch thu tiêu hủy trị giá trên 310 triệu đồng, số tiền nộp ngân sách nhà nước gần 700 triệu đồng. Trong đó đã xử lý 13 vụ hàng cấm, hàng lậu, số tiền phạt vi phạm hành chính và giá trị hàng hóa thu giữ trị giá 336 triệu đồng, xử lý 65 hành vi vi phạm về hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ, lĩnh vực giá và đầu cơ găm hàng, số tiền xử phạt và hàng hóa thu giữ trị giá 88 triệu đồng. Ngoài ra, trong kinh doanh an toàn thực phẩm và các vi phạm khác đã xử lý 134 hành vi, số tiền xử phạt hành chính và hàng hóa thu giữ trị giá trên 273 triệu đồng. Thời gian tới, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh cùng các ngành chức năng thường xuyên quản lý theo dõi thị trường để chủ động có phương án xử lý, đặc biệt là một số mặt hàng có nhu cầu biến động cao trong dịp Tết như rượu bia, thuốc lá, bánh kẹo, gà bò, giò trà, xăng dầu. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phòng chống buôn bán vật liệu nổ và gian lận thương mại dịp cuối năm. Chỉ trong ngày 2 tháng 2 năm 2018, lực lượng Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo nổ trái phép trên địa bàn. Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 2 tháng 2, trên tuyến đường 1A hướng từ Hà Nội đi Bắc Giang thuộc địa phận phường Đại Phúc, qua công tác trinh sát, đội cảnh sát điều tra tổng hợp Công an thành phố Bắc Ninh đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Trần Văn Ban, sinh năm 1991, trú tại thôn Bản Nghè, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, đang vận chuyển 8 hộp pháo hoa giàn loại 36 quả, tổng trọng lượng 11,2 kg và 39 quả pháo nổ dạng hình cầu, tổng trọng lượng là 1,4 kg, mang đi tiêu thụ. Trước đó, khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, tại đường 286 khu vực Dốc Đặng, phường Vạn An, lực lượng Công an phường Vạn An, trong khi đang làm nhiệm vụ điều tiết trật tự giao thông tại đây, đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng Phạm Đình Tuân, sinh năm 1979 và Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1983, cùng trú tại thôn Lương Tài, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đang điều khiển xe mô tô Way Alpha biển kiểm soát 98K1 16615 vận chuyển 30 quả pháo nổ dạng hình cầu, được bọc trong túi ni lông giấu trong người. Cả 2 vụ việc, các đối tượng đều khai nhận mua pháo của người không quen biết trên mạng với mục đích bán kiếm lời và sử dụng trong dịp Tết. Khi đang trên đường vận chuyển về nhà thì bị phát hiện bắt giữ. Hiện Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng cùng toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Theo quy luật, vào thời điểm này, tình hình phạm tội về pháo lại có chiều hướng gia tăng. Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống các hành vi phạm tội về lĩnh vực này. Từ khi thực hiện đợt cao điểm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh cũng triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, triệt phá nhiều vụ việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo và đã bắt giữ, xử lý gần 40 vụ việc vi phạm, phạm tội về vũ khí, vật liệu nổ và pháo, thu trên 400 kg pháo các loại, 138 kg thuốc nổ. Điển hình là các đơn vị như Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ 2 vụ, thu giữ trên 200 kg pháo, Phòng Cảnh sát Kinh tế bắt 2 vụ, thu giữ trên 90 kg pháo và 138 kg thuốc nổ. Lực lượng công an các cấp cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp, thu hồi hàng chục loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó có những loại có tính năng tác dụng giống với vũ khí quân dụng. Theo thống kê, đến thời điểm này, số vụ việc về pháo, vũ khí, vật liệu nổ bị phát hiện, bắt giữ, thu hồi tuy ít hơn so với cùng kỳ những năm trước đây. Tuy nhiên, tình hình vi phạm, phạm tội về pháo vẫn có những diễn biến phức tạp. Do vậy, ngoài nỗ lực của lực lượng công an, rất cần có sự quan tâm vào cuộc của các cấp các ngành và sự tự giác của mỗi người dân trong chấp hành, thực hiện nghiêm Nghị định 36 và các quy định về quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 thực sự an toàn, không tiếng pháo. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.